Hey, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Thế Giới Game Mobile. Thì tiếp tục chia sẻ về những cái clip hát rất vui trên Thế Giới Game Mobile cho các bạn. Thì những cái clip ở trên kênh mình hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Bạn chỉ cần nhấp vào copy và vào game vào chơi thôi. Còn các bạn nào mà chưa biết cách hát như thế nào thì các bạn có thể coi video hướng dẫn nằm ở phần comment nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhập clip vào để chạy cho các bạn coi nhé. Rồi thì đầu tiên chúng ta xóa cái dòng này đi. Xóa đi. Mà xóa không được đấy chứ, thì dán vào thôi thôi. À, được rồi các bạn. Rồi, dán vào. Dán vào xong rồi các bạn nhấn hết xe của tay nè. Bạn nhấn run. Rồi, đây là cái clip ha. Và nó cái clip này là hơi khó nhìn xíu các bạn. Thật sự hơi khó nhìn nha. Đây, cái icon của clip nó nằm đây. Các bạn này các bạn có thể di chuyển Sub Farming Auto West CR2 Gear phần. À, còn có phần ở trên đó. Status Main. À, menu này có tiếng Việt luôn nha các bạn, có tiếng Việt luôn nè. Đó, chọn tốc độ đánh nè. Vũ khí nè. Cài cấp farm over nè, farm quái xung quanh đảo nè. Đó. Anti-lock băng nè. Giảm bắt nè. Unlock FPS để giảm bắt á. Nếu mà máy các bạn yếu. Mà máy mạnh thì không cần đâu hết. Rồi, Mastery Mode nè, chọn cái độ không đảo nè. Auto Mastery là cài thông thạo nè. Thật sự cái bản này tuyệt vời các bạn. Rồi, thằng nào cũng muốn mình rồi đó. Thôi giờ mình qua chức năng khác đi. Qua chức năng khác cho các bạn coi. Mày ơi, không có gì. Rao béo. Lóc rồi. Có thể là trong cái quá trình mà mình test á, thì cái clip này nó bị lắc, thành ra những chức năng này chưa có. Nếu mà các bạn thắc mắc thì các bạn cứ tải về, các bạn copy về để các bạn thử nha. Bây giờ mình thử chức năng nào mà nó có thôi. Nó có như là farm ever đi. Mình sẽ farm ever cho các bạn coi. Farm ever cực không? Đó, các bạn có thể thấy nha. Vẫn nhanh cực nhanh nha các bạn. Đó. Nếu mà các bạn cài cấp mà các bạn sử dụng bản này ok á, có thể treo qua đêm luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái chức năng khác cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ qua farm gì đây. Mastery ha. Mastery. Thông thạo của Mastery. Bây giờ cái kill còn lại mình chính là 30 20 đi. Hay không thảo Mastery. Đấy thì á. Trời ơi quái nó đánh. Không xong rồi các bạn ơi, Auto Mastery không không ngon, nó không chịu đánh. Thì cái bản này qua quá trình mình test thì mình chỉ thấy là Auto Farm ngon thôi, những cái khác chưa có nè. À, chưa có thể là trong lúc mình test thì cái server của rip này nó gặp vấn đề. Các bạn copy về các bạn thử trải nghiệm có thế nào ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn vào một video khác nha. Chúc các bạn có một niềm vui nho nhỏ trên kênh của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.